Hello mọi người, lại là mình đây, là Noob đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Ok, thì ngày hôm nay mình đã có mặt ở trong một cái mini game rất là mới các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thử thách tiến hóa trong đây. Này các bạn thấy không? Hiện tại là mình đang trở thành một con hồ ly tinh. Đấy, rất là nhiều đuôi bạn ơi. Cáo này là cáo bao nhiêu đuôi? Đuôi 4 6 8 8 đuôi à? Ủa, không phải 9 à? Ừ, hình như 9 các bạn ơi. Đấy, hiện tại là cáo 9 đuôi, mình sẽ phải đi ăn. Đấy, ăn tất cả cái con gọi là động vật ở đây. À, con này con gì đây? Con 15 là cái gì đây? Hình như là con này ủi thỏ à. Ok các bạn, đấy các bạn thấy không, mình sẽ ăn và tăng máu. Đấy, ui dồi, tiến hóa luôn à, ui dồi, rắn luôn, ui dồi, rắn lửa. Đấy các bạn thấy không, mình sẽ phải đi ăn này, đấy, chỉ cần lao tới ăn thôi. Đấy, nhưng mà phải đòi hỏi là gọi là ấy, cái này là cái gì đây? Đây là gì đây? Cỏ bạc xanh cuốn đánh người chơi làm chậm. Ủa, cái này là chắc PVP rồi. Đây, có cái này, ui dồi, tôi sẽ đi ăn hết các bạn ơi. Rồi, chúng ta phải đạt số máu gọi là nhất định thì mới được đi ăn các cái con khác bạn ơi. Đấy, ok, chúng ta sẽ đi ăn mấy con này. Ủa, hiện tại là 800 máu rồi. 800 máu đúng không? Tôi sẽ có thể gọi là ăn được tạm thời mấy con 50 máu thôi. Mà không sao, tí nữa nó sẽ tiến hóa lên. Ôi, ôi dồi, đây đây đây, có con cái gì đây? Con này con bướm bướm hay con ong người này? Ui 3000 máu nhưng mà mình không ăn được các bạn ơi. Ôi giời, ok, không sao. Không sao cả, chúng ta đi ăn. Ui dồi ôi. Rồi, đang con rắn trở lên thành con khủng long luôn bạn ơi. Ui dồi, nhìn chiến phết nha. Rồi ok, ui dồi, vùng đất này rồi nhiều chú ăn thế. Chúng sẽ ăn hết bạn. Ủa ai? Sao con Groudon đây này? Chứ đứa này ăn tạp thế nhỉ? Tôi không hiểu cái game nó sản xuất ra vương quốc ăn tạp à? Ok rồi. Rồi cố ăn gọi là 3000 máu bạn ơi. Ủa bị bốc năng rồi. Ủa bị bốc năng rồi. Rồi nha, tôi sẽ dùng chạy nhanh nhanh, chạy cho nhanh các bạn ơi. Đấy, 2400 rồi. Sắp lên 3000 là chúng ta sắp ăn được gọi là con đĩa trắng rồi, con gì mà chắc là loại động vật gọi là mới bạn ơi. Đĩa trắng nghe như đĩa nhỉ. Ok, đây đây này 2800 này. 2800, ủa bên này nhiều lắm, nhiều con thỏ với con vớ vẩn lắm. Rồi, 3000 máu rồi, chúng ta có thể ăn được con này rồi. Ăn được chưa? Ăn được rồi bạn ơi, ăn ngon đi chứ. Rồi, ăn ngon lành cành đào rồi. Ok, tôi sẽ đi ăn mấy con này. Này, này thì đĩa trắng với chúng tôi. Ủa con Groudon này bao nhiêu đấy? 100 năm à? Cái gì 100 năm hóa hỏa vương vạn năm. Ủa cái này nó tính theo gọi là nghìn năm vạn năm à? Ôi giời ơi, cái này sinh có sinh tồn lâu phết nhỉ. Rồi đây mình đã được 4000 máu rồi bạn ơi. Đấy, số máu tăng lên rất là nhiều. Tự nhiên mình xem có cái kỹ năng gì ở trong cái cửa hàng ta rồi. Kỹ năng đây, phước lành của thần rồng. Ui, hình như mình có thể là tiến hóa thành rồng thần ở đây bạn ơi. Đó, phục hồi này. Ok. Ui giời, ui cộng 5000 máu luôn à. Kỹ năng tăng cường này. Rồi, tôi sẽ mua mấy cái kỹ năng rồi bạn. Còn mấy cái gọi là trang thiết bị giúp mình tăng cường máu thì thôi, thôi. Ăn cho nhanh này, chứ tội gì chúng ta phải thế đúng không? Ok, đây. Mình sẽ trang bị vào. Úi giời ơi, kỹ năng này là kỹ năng gọi là ui, chạy siêu nhanh luôn. Đấy, nộ nộ nộ. Còn cái này là rồng thần đúng không? Wow. Oh my god, tôi trở thành rồng ba đầu. Úi giời ơi. Úi giời ơi, đi đâu cắn quyết đấy. Eo ơi, mình ăn được mấy con này không? Ăn không? Ăn được hết các bạn ơi. Ôi giời ơi. Úi giời. Úi trời ơi, tôi tiến hóa con đấy, tôi ăn được hết bạn ơi. Rồi, tôi đang hiện tại thành một con cá bạn ơi. Ui, cá voi. Wow, biến hình rồng thần ghê thật. Con này là móng vuốt à? À, móng vuốt. Wow, ui, rồng sói sấm 100.000 năm. Úi trời, ghê ghê. Cái này cái gì đây? Uầy, thế tôi tính rằng là có cái quả rồng thần này nó hỗ trợ mình ghê gớm này. Rồi, chúng ta gấu với chúng tôi này. Tầm này tôi ăn hết gấu bạn ơi. 7000 máu bạn ơi, mình có thể ăn thỏa ăn cả mái. Ok, đây, 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 lên đây, lên đây. Ui giời, hỏa long vương vạn năm mà. Ui, con này 14.500 mà thôi, không ăn được. Không ăn được thì thôi, ra bên này bạn ơi. Bên này có những cái con gì đây? Ui, Groudon bên nhiều thế nhỉ? 8.000 máu à, 8.000 máu chưa ăn được bạn ơi. Rồi, chúng ta cứ từ từ, không sao. Rồi, tôi hóa rồng thần đi không mà. Đây, ở đây gọi là U Minh Lang này. Ui, con này kiểu như con sói các bạn ạ. Ui, con này 20.000 máu à. 20.000 máu à. Chịu thôi các bạn ơi. Chịu thôi, không ăn được. Chúng ta ăn vào là gãy răng đấy. Rồi, ok, thôi mình ăn được. Còn nhện nhện này. Nhện này, ok, nhện thì ăn được. Ui, tôi trở thành nhện luôn. Bạn vua nhện nhện luôn. Rồi, ok, tôi đã trở thành vua nhện nhện. Tôi sẽ có thể đi ăn được mấy con này. Tôi hóa rồng luôn bạn ơi. Hóa rồng thần luôn. Rồi, thần rồng ban phước đây. Ăn nuốt chửng mọi thứ. Ăn đi, đúng rồi, đi đâu ăn đến đấy đi. Đi đâu ăn đến đấy con này. Ăn hết ta, ăn tất cả đi, ăn tất cả Groudon nước các thứ ăn hết đi. Ủa bên này có con rồng thần này. Tôi sẽ ra ăn con này luôn bạn ơi, ăn con này luôn. Trời ơi, nhận chúng tôi. Ủa hết ăn được rồi. Lên được 1000 máu là cũng gớm gớm khiếp các bạn ơi. Ui. Ngoài có cả con Tyranno. À đâu quên mất. Ui, cái có cả con Pokemon đây này. À, nó chứ. Ok.
không sao bạn, chúng ta gọi là chúng ta đây không biết là cái sở thú hay là cái gì bạn, hết Pokemon nó gọi là yêu quái khủng long chứ. Ok đây, chúng ta sẽ biến thành dòng thần tiếp và chúng ta sẽ đi càn quét hết khu này. Wow, chúng ta sẽ ăn được rất là nhiều bạn ơi. Mình ăn mấy con to to ấy, ăn mấy con to to mới được nhiều tiền. Quên mất được tăng tiến. Ăn mấy con nhỏ nó không bó gãi răng đâu, dính răng đâu. Ok. Wow, vẫn là nhện bạn ơi. Tôi vẫn chưa thoát kiếp nhện được. Hiện tại con nhện nó đang ám tôi rất là ghê nha. Này, ăn đây mấy con này bây giờ tuổi gì bạn? 18.000 máu các bạn ơi. 18.000 máu à, không biết là sau con nhện là đến con gì đây, nãy giờ chưa thấy tiến hóa lên bạn ơi. Chạy lướt qua là con nào con đấy là nó mình mút chuột ăn hết nó luôn đấy. Ui giời, ăn hết nó luôn mà chưa thấy tăng tiếng gì cả. Ui. Rao đòn mình chưa ăn được các bạn ơi. Rao đòn nó vẫn mạnh lắm. Ủa 19.000 máu rồi, sắp 20 rồi bạn ơi, 20 tôi có thể tiến hóa được thành con gì đây bạn ơi, hồi hộp quá. Nào, nhanh lên cho tiến hóa đi. Cho tiến hóa đi. Xem trở thành con gì nào. Chưa thấy thành con gì bạn ơi. Ở đây rồi. Ấy, giỏi, dùng luôn dòng thần rồi. Ok thôi đi nhanh. Dùng dòng thần rồi nhanh. Rồi ok, dùng dòng thần đi. Đi nhanh. Dòng thần là phải đi nhanh mà ăn mấy con to to bên này thôi. Đấy, mấy con nhỏ bên đấy thì ăn nó không được mấy. Úi giời ơi, con này ghê phết đấy chứ bạn ơi. Úi giời ơi. Ui. Đại ca của các đại ca đây rồi, đầu gấu của các đầu gấu rồi. Ui. Tính nhau này ghê phết đấy chứ các bạn ơi. Úi giời ơi, đâu xem nào. Ui. Cứu ghiếp các bạn ơi. Cứu ghiếp. Ok. Mình có thể gọi là ui. Úi giời, con này nhìn chiến thế. Đầu gấu thế nhỉ. Ok bạn ơi, tôi sẽ đi. Ui, ăn hết mấy cái này bạn ơi, biến thành dòng thần ăn nó nhanh. Ăn hết mấy con này. Ăn hết. Chúng ta có thể lên 1 tỷ máu đấy bạn ơi, 1 tỷ máu không biết là biến thành con gì nữa. Cái này chắc có lẽ rằng là mình sẽ gọi là bắt đầu đến cái thời kỳ gọi là đây. Cứ này mà diệt tôi bạn ơi. Ui, thử mua 10 cái này đi. Thôi mua bằng này thôi, mua nhiều nó cũng thế các bạn ơi. Xem nào, chúng ta sẽ thử xem nào. Bắt đầu. Chờ xíu nha, chờ này. 5.000 này. 30.000 chưa tiến hóa. 36.000 chưa tiến hóa cái gì vậy? 41.000 chưa tiến hóa là con này mắc rồi. Rồi 46.000 chưa thấy tiến hóa luôn bạn ơi. Eo ơi. À đây rồi. Ui. Ôi đại vương, đại ca đây rồi. Wow. Rồng đấy các bạn ạ, rồng đấy. Đấy là rồng nhìn như con gà quay. Rồng đấy. Rồi, ghê gớm chưa? Đúng ghiếp chưa? À nhưng mà không bằng con này được. Con này nó vẫn là một đỉnh cao, một đẳng cấp các bạn ơi. Chứ con này mình biến một cái là ăn tất cả các con. Ngoài nhưng mà nó có thời gian, mình nghĩ là sau này là mình cũng biến thành con này các bạn ơi. Là thôi, biến thành chắc con gọi là này là đủ ngầu các bạn ơi, không cần con nào khác. Ngoài tôi sẽ đứng lên đỉnh của vinh quang thì tôi lên đây tôi ăn mấy con này đã. Con này nó không tuổi gì mà nó chứ là làm nào lên đây đây. Đây rồi, ok mấy con này ai cho phép nó lên đây nó hành ở đây. Không lên được bạn ơi. Đấy, không lên được luôn. Rồi. À đây, đường lên vinh quang đây. Ôi sẽ trèo lên đỉnh của vinh quang, cho lên đi. Ui giời, to quá. Mộng nàng quá các bạn ơi. Ui, mấy con này đúng không? Mấy con này tụi ăn hết các bạn ơi. Tụi ăn hết nhá, mấy con này tụi gì? Ui giời, chỉ có phép là được phép là mình đứng đây thôi. Ui. Hóa là chiến các bạn ơi. Rồi, chắc có lẽ tôi tiến hóa con này là đủ lắm rồi bạn ơi. Định tiến hóa mắc nhưng mà có vẻ là 1 tỷ máu thì chắc là chúng ta, nếu mà chúng ta tốn gọi là su mini chắc phải vài nghìn su đấy, nó còn tốn thời gian nữa chắc còn tiếng. Rồi, nhưng mà thôi tiến hóa thế là đủ rồi. Đấy, bạn nào muốn trải nghiệm game này có thể vào chơi các bạn nha. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đừng quên rằng là comment ý kiến phải phía dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.